Bạn nên vui mừng vì những loài vật này đã tuyệt chủng. Chim ăn thịt Porus hasidae là loài chim săn mồi không thể bay như đà điểu, nhưng kích thước lại cực kỳ to lớn, dài 3 mét và nặng hơn 450 kg, thường được gọi với cái tên chim khủng bố.